Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel cùng với dưới ITP trong buổi sáng ngày 23 tháng 8 năm 2024. Và hôm nay là ngày thứ 6, một trong những ngày giao dịch của cuối cùng của tuần này thì chúng ta sẽ thấy điều gì? Và ngày hôm nay thì dưới ITP sẽ giới thiệu với các bạn một cái cổ phiếu của ngân hàng BIDV. Và liệu rằng cổ phiếu này sẽ vượt đỉnh trong thời gian tới? Đây là một trong những cổ phiếu leader của nhóm ngành ngân hàng À, cùng với uh, CTG cũng sẽ là dẫn sóng uh, cho VNĐ uh, vượt lên uh, cái vùng uh, 1436 đúng không? trong cái thời gian sắp tới và các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì uh, uh, các nhà đầu tư vẫn uh, lạc quan uh, khi mà uh, trong khi mà chúng ta chờ đợi những cái uh, thời điểm đó là gì? chỉ cần rung lắc để lên thuyền thôi, uh, chỉ cần để gọi là điều chỉnh nhẹ để lên thuyền thôi. Nhưng thị trường dường như vẫn chưa cho có những cái phá điều chỉnh thật sự và chỉ là gọi là rung lắc rất là nhẹ và tâm lý của các nhà đầu tư đáng chỉ là chỉ chờ những cái phá rung lắc để lên thuyền mới chỉ giảm nhẹ thôi như ngày hôm qua thì đã bắt đầu rung lắc để, để chờ đợi để lên thuyền rồi các bạn cũng có thể thấy được là cái sự kỳ vọng của các nhà đầu tư rất là lớn với những cái chính sách à, về mặt vĩ mô thì chúng ta có thể thấy là Fed thì gần như chắc chắn rằng là sẽ công bố à, trong cái biên bản họp của tháng 7 ấy, các bạn À, thì đã gần như chắc chắn rằng sẽ hạ cái lãi suất xuống và các bạn cũng có thể thấy được là khi mà phép hạ cái lãi suất à, trong tháng 9 ấy thì dường như thì ngân hàng nhà nước cũng đã à, chơi được cái gió đông từ từ phép rồi đúng không các bạn và các bạn có thể nói nói rằng là à, khi mà phép cắt giảm à, gần như chắc chắn là cắt giảm lãi suất trong cái tháng 9 ấy thì chúng ta sẽ thấy được tỷ giá nó cũng à, chỉ số của đồng đấy nó cũng giảm xuống và chúng ta đã thấy được nó bắt đầu có những cái vùng tiệm cận xuống 101 rồi. Và các bạn cũng có thể thấy được khi mà xuống 101 thì cho rằng là chúng ta với những cái việc mà lãi suất chúng ta đã duy trì trong một thời gian dài ở lãi suất thấp. Rồi chỉ số của đồng đô la index hiện tại trong tuổi qua thì cũng đã tiệm tiệm cận về sát cái vùng 101.392 đô. À, và Dow Jones thì cũng chỉ giảm nhẹ và đang tích lũy ngay cái vùng đỉnh Quanh à, 41.000 Và hiện tại thì đang à, tích lũy quanh cái vùng là 40.700 Thì dưới ITB đã chia sẻ các bạn là Dow Jones thì có khách sạn Thì nó cũng sẽ về quanh ở đây thôi các bạn Và chúng ta cũng có thể thấy là những cái đồng tiền số giống như Bitcoin ấy, Nó lại tăng mạnh các bạn nhé Đó là một cái điều chú ý và Dưới thời ứng cử viên Tổng thống à, Donald Trump thì Bitcoin thì tăng à, À, đang, tăng mạnh quay trở lại một cái đồng tiền số đang khá mạnh các bạn chứ không phải là thị trường chứng khoán chứng khoán đã, đã, tăng mạnh thì như giải tv đã chia sẻ với các bạn thôi trong trước cái mỗi cuộc bầu cử tổng thống mỹ à, trước đó sáu 9 tháng thì các bạn đã nhớ rằng là thị trường chứng khoán mỹ sẽ tăng rất là mạnh đúng không ạ À, và thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng vậy cũng đã có những cái đa tăng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau trong thời gian sắp tới các bạn đừng quên mở tài khoản tại uh, chứng khoán tại công ty chứng khoán SSI Giữa ID là hai uh, bảy các bạn nhé uh, và các bạn có nhớ cài app chứng khoán ITP uh, trên nền tảng là Apple Store và Google Play thậm chí rằng nếu các bạn cần những cái khoản uh, margin uh, lớn hơn thì các bạn có thể là À, liên hệ với GITP để chúng ta có những cái cơ hội chúng ta đồng hành với nhau ở à, tại à, mở một cái à, app, cái app Để các bạn có thêm cái sức mua à, những cái cổ phiếu như thế này Và đây là những cái cổ phiếu mà mình nghĩ rằng khi các bạn nắm giữ được Thì các bạn sẽ có được rất nhiều cái cơ hội à, để đầu tư Ví dụ như các bạn có thể thấy trong xu hướng uptrend thì chúng ta tăng cái sức mua lên Với tỷ lệ cho vay lên đến tận là x5 cái tài khoản sức mua các bạn có 1 tỷ thì các bạn có thể mua được 5 tỷ và các bạn chung sức mua chung tài khoản cùng với uh, app gem thì các bạn nhớ cài đặt id là br tám hay là đồng thời chúng ta trong những lúc mà uh, thị trường swing tích lũy để chờ vượt uh, vượt đỉnh một bốn ấy thì đấy là một cái tín hiệu mà mình nhấn mạnh lại với các bạn này chỉ cần kết thúc cái tháng 8 này nó có một cái tín hiệu vượt đỉnh một bốn thì các bạn hãy chuẩn bị đó là sóng thần đến từ các cái nhóm ngành và mình tin rằng các cái dòng tiền sẽ đổ số vào thị trường chứng khoán đưa ra cho chúng ta một cái, cái mức tăng điểm à, phải nói rằng là các bạn có thể thấy là khoảng 150 điểm và các bạn sẽ nhìn thấy được những cú bích long thì tại sao chúng ta không sử dụng những cái, cái sự đòn bẩy của gem với là 4 triệu một hợp đồng à, với, với khi mà chúng ta có 4 triệu một hợp đồng ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là à, sử dụng cái đòn bẩy để chúng ta để kiếm tiền mỗi ngày các bạn đã biết được trong thời gian qua thì khi mà các bạn đồng hành cùng với GDP thì từ những ngày mà uh, mình có nhớ lại từ cái ngày mà uh, TCH nó có ra cái thông tin mà nó giảm về vùng 15 8 16 đó nó sàn đó các bạn đó thì GDP đã bắt đầu từ ngày đó đã long lên từ cái vùng 1 40.5 và đến tận bây giờ vẫn là những cái uh, xu hướng long vẫn rất nhiều bạn thì uh, chia sẻ rằng thị trường sẽ giảm cho nên là uh, các bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ sọt và khi sọt thì họ gần như là đã cụt tái và giữa ITP cũng đã chia sẻ với các bạn những cái cái việc chúng ta bắt đáy và cũng giống như vậy thì các bạn cũng có thể thấy khi mà các bạn tham gia đồng hành cùng với giữa ITP thì các bạn đã nhìn thấy được những cái tín hiệu bắt đáy ở trên app chứng khoán ITP cũng giống như là các cái danh mục bắt đáy thì các bạn có thể thấy được là với những cái lợi nhuận ví dụ như là FRT thì 12.9%, DG cũng 7% 7.17% TCH bắt đẩy các bạn Vẫn là 16.4 Mình chia sẻ các bạn Cậm gì là 16 luôn Và 13.4% Các khách hàng của dưới ITB Rất là lợi nhuận rất tốt Hay là SMC Khi sử dụng uh, SMC khi mà sử dụng cái đòn bẩy tài chính ở game ấy Thì các bạn thấy cái giá trung bình là 10.4 thì đang có là 8.65% Nhưng thực chất là nhân năm lên là hơn 40% rồi các bạn nhá Đấy khi chúng ta sử dụng đòn bẩy các bạn có thể thấy là với những cái chứng khoản như MBS sau khi chia cũng được hơn 10%, PET 8,5%, DGW bắt đáy ở 56, SSI bắt đáy ở 30 đều có hơn 10% hết rồi. Các bạn có thể thấy là chỉ mỗi HSG à, là đang các cái cổ phiếu thép thì đang lãi nhẹ một chút xíu thôi, đúng không ạ? À, rồi cổ phiếu như GVR các bạn có thể thấy được là cổ phiếu GVR thì đã có 15.6% rồi, đã bắt đáy từ những vùng 30 31 rồi các bạn nhé các bạn xem lại hay là cổ phiếu như CTG thì bắt đáy ở vùng 30 thì các bạn thấy đang có lợi nhuận 15 phần trăm đúng không ạ và cổ phiếu BIDV một cổ phiếu mà ngày hôm nay giữa ITV giới thiệu với các bạn từ ngày mùng 5 tháng 8 nó bắt đáy rồi thì các bạn thấy có cái dung giá 45 các bạn sẽ thấy được là gì khi chúng ta tham gia ở những cái cổ phiếu giống như BIDV chúng ta phải biết cách nắm giữ thậm chí rằng cổ phiếu thép như VGS là một cái cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm ngành thép mà hiện tại thì chúng ta cũng đang có 17,7% đấy HPG thì các bạn cứ yên tâm rằng nó cũng sẽ có những cái lãi nhẹ thôi Các bạn yên tâm Đấy Còn HH thì nó sẽ quay trở lại những cơn sóng của uh, vận tải đúng không ạ Chúng ta cũng uh, không phải quá quan tâm lắm Hàng về hàng về rồi Nhưng mà nó chỉ uh, đang uh, đang có là uh, lợi nhuận là đang bằng cái lợi nhuận Chúng ta yên tâm vào những thời điểm này Và tổng các cái lỗ lãi lệnh ở trên các cái lệnh của dưới ITB chia sẻ với các bạn ấy Thì đang tầm khoảng 145% Đấy là một trong những cái dữ liệu mà uh, chúng ta rất là quan tâm đúng không ạ À, vào những thời điểm này thì các bạn biết rằng là GITP cũng là một trong những uh, uh, nhà đầu tư đồng hành cùng với quý anh chị uh, chia sẻ các bạn những cái nỗ lực đó là cùng nhau bắt đáy từ vùng 1, 1, 8, 4, 1, 2. À, uh, phải nói rằng là rất nhiều bạn thì muốn uh, thị trường giảm hơn nhưng mà thị trường thì không chiều lòng theo số đông và số ít nhà đầu tư đang đồng hành cùng với GITP tại tài khoản chứng khoán SSI giữa ID 2771 ấy thì à, uh, uh, đang bắt đáy và có lợi nhuận rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Các bạn nhớ quét mã QR code ở phía trên để mở tài khoản chứng khoán SSI ID 2771 các bạn nhé. Nhớ cài app chứng khoán ITP, cài luôn cả game stock để các bạn có tăng sức mua, có tín hiệu đến từ app chứng khoán ITP bằng cách là các bạn đăng ký gói VIP 2 để có nhiều cái tín hiệu hơn, chất lượng hơn các bạn nhé. Và nói về cổ phiếu ngân hàng BIDV thì một trong những cái rumor mà sắp tới thì ngân hàng BIDV cũng là được tăng vốn à, lên à, 21% hay sao những cái thông tin về hè rồi các bạn nhưng mà mình tin rằng những cái thông tin về hè thường thường là đúng đúng không ạ nhưng mà các bạn biết được là trong cái quá trình tham gia của thị trường ấy và các bạn sẽ không bắt được những cái vùng đẩy của giữa ITP giống như quay trở lại các bạn mới quay trở lại cái vùng giá 4 lắm khó lắm các bạn cho nên các bạn phải chấp nhận mua cao hơn một chút xíu và những cái vùng mua mà các bạn cần à, quan quan tâm đó chính là những cái vùng À, khi mà thị trường rung lắc có cái vùng là 49.6 cho đến 45.8 à 48.5 thì đây là những cái vùng mà tích lũy của uh, của của ngân hàng BIDV nhưng ai muốn mua nhưng ai muốn gia tăng thì các bạn canh những cái vùng này rung lắc à, còn sau khi mà chúng ta đã đã tham gia cùng với nhau ấy, thì các bạn nhớ rằng là đây là một cái vùng mà các bạn nên tham gia vào cổ phiếu BIDV để lựa chọn bởi vì mình tin rằng sắp tới cổ phiếu BIDV sẽ vượt cái vùng đỉnh 57 này và ở đây có một cái trong một cái xu hướng đó là xu hướng trong trung và dài hạn nó là một xu hướng tăng các bạn nhé đầu tư các cái cổ phiếu ngân hàng các bạn cần cho nó thời gian bởi vì giữa ITP đã chia sẻ các bạn là phải biết cách tối ưu hóa lợi nhuận nữa và các bạn thấy đây là một trong về mặt trung hạn thì chúng ta đã thấy được hai cái hướng lên của của cặp hai kiểm trong khu cũng cung đô thị trong trung hạn nó đã hướng lên rồi các bạn các bạn có thể thấy là nó bắt đầu hướng lên dịch chuyển lên dần và mình tin rằng nó sẽ hội tụ quanh cái vùng giá là à, 48 49 này nó sẽ là hợp bích quanh cái vùng này 49 thì các bạn thấy là cái dầu găm trong này sẽ hợp bích quanh 49 cho nên nếu có ở những cái vùng này các bạn nhớ cánh để mua Đấy, các bạn có thể thăm dò những mức giá đầu tiên là 49.85 49.85 các bạn nhớ canh thăm dò các bạn nhé còn về mặt trung hạn các bạn đã đầu tư là mua và nắm giữ Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ vượt qua cái target là 57 lên đến vùng 60 Và các bạn thấy mấy to cặp cho găm đỡ trên này Đây là một cái chiến lược mà giữa ITP rất rất thích Và đây là một chiến lược đã thành công cùng với giữa ITP Cũng giống như các chiến lược cùng với các anh em câu lạc bộ ITP Một cái chiến lược mà được mua được hỗ trợ và tiến tới những cái vùng phá đỉnh breakout thì mình tin rằng cổ phiếu Uh, BIDV sẽ vượt 57 và tiền đến vùng 6X Vào những thời điểm này Những nhà đầu tư đang uh, có tiền Hãy tranh thủ uh, nạp vào uh, tài khoản Tại công ty chứng khoán SI Giữa ID 2771 Để giữa ITP đồng hành cùng các bạn Đây là một trong những cổ phiếu Khi mà uh, dẫn sóng Khi mà VN Index sẽ cùng với các bạn Đi lên ở những cái vùng gọi là uh, 1436 cùng với giá ITP các bạn nhé Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì đây là cổ phiếu leader nhóm ngành ngân hàng vào sóng VN lên 1436 Các bạn đồng ý với GITP không ạ? Và chúc các bạn có những ngày giao dịch cuối tuần thuận lợi Và với vạch VN thì mình tin rằng VN sẽ tiếp tục đi lên phá đỉnh à, Vào những ngày cuối của à, tháng 8 à, năm 2024 này Và các bạn sẽ nhìn thấy điều gì khi mà Giới TV đã chia sẻ với các bạn à, từ đầu tháng 8 rồi Từ ngày mùng 1 tháng 8 à, Thì Giới TV đã chia sẻ với các bạn là Chứng khoán tháng 8 vượt 1.300 Bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 Và đến bây giờ là ngày 23 tháng 8 rồi Chúng ta đã trải qua những, những cái lần mà Viên này tiếp tục tăng lên Các bạn nhớ xem lại những video của Giới TV chia sẻ Liệu rằng các bạn có thể thấy bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 mà thị trường tiếp tục tăng lên không? Và À, những cái chia sẻ của giữa ITP cũng sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái cơ hội hơn Chúng ta đồng hành cùng với nhau Các bạn nhớ cài app chứng khoản ITP nhé Còn uh, target của giữa ITP thì vẫn uh, chia sẻ với các bạn đó là gì à, Một cái cú bắt đáy 6 tháng cuối năm Đó là gì 1184-1436 Các bạn nhớ chú ý nhé Còn bây giờ các bạn càng mong chờ Quay về 1184 có lẽ rằng là Có 1% những người gọi là Kiên trì kiên định nhất có thể nghĩ đến con số 116x1184 nữa. Và thậm chí rằng có nhiều người chỉ mong giảm nhẹ để cho em mua với lên tàu với thôi. Cho nên các bạn nhớ rằng là chỉ cần điều chỉnh là một cái cơ hội lên tàu ngay lập tức để chúng ta đón một cái con sóng. Các bạn nhé, từ giờ đến cuối năm, các bạn đừng bỏ qua cơn sóng này. Bỏ qua cơn sóng này thì các bạn sẽ chán nản và rồi bỏ thị trường này các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi những cái video mà GITV chia sẻ. Hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới chúng ta sẽ đồng hành với nhau sớm hơn, mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán SSI giữa ID 2771, mở tài khoản game đăng đăng ký app chứng khoán ITP để nhận tín hiệu VIP 2 các bạn nhé Đấy, đó mới là những cái tín hiệu mà chúng ta mang lại, tăng cái sức mua, tăng cái, có những cái tín hiệu chất lượng. Còn chỉ bằng khi các bạn có một người tư vấn khách quan và bắt đáy à, uh, may mắn giống như giữa ITP trong cái thời gian vừa qua. Uh, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn yêu quý giữa ITP hãy thả cho giữa ITP những trái tim, những cái bình luận sau khi xem video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có ngày giao dịch thành công và hiệu quả.